Hôm nay đi ăn cơm cái khế trên đường Nguyễn Anh nha. Đây là một phần cơm với lại một dòng thịt. Đây là canh xà lách son, canh chua. Và cái cơm sườn cây của mẹ bán đúng đậm luôn các bạn. Siêu đậm, chua. Vì 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 nó bán cái chả đặc nó dưới. Tôi nói cái đấy làm gốc vậy mình giữ lời thôi. Đi ra. Xe lên luôn rồi các bạn. Đây quán kia khế. Nắm tay con em. Phối hợp 25.